là ca sư của nhóm Double Wish. À, bây giờ mình ở 653B Nguyễn Du là ở đây là gần bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh này. À, trung tâm Sài Gòn này. Đây là trung tâm Sài Gòn. Hôm nay là tôi đến bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để gửi những đồ là sau đó là khi đi bộ gần đây là nhận ra quán cà phê đẹp nhé, là cà phê này là Justin là nhân viên đã viết là be your best self. Mọi người hãy nhớ là be your best self. Be your best self thì đúng không? Xin lỗi à, mình là không biết tiếng Anh á, là chấp nhận thôi à, không hiểu là be your best self. Chắc chắn ý nghĩa là phải cố gắng là chăm chỉ nha, yeah, đúng không? Hồi trước nè, không có quán cà phê này. Trước khi dịch Corona nè, là mình dẫn người du lịch Nhật Bản nè, nhớ là không có. Thế là mở mới. Mình bây giờ nhận ra nè, quán cà phê này có một điểm đặc biệt, quá đặc biệt. Không. Là điểm lạ. Là cái này có hộ cám nha. Nếu thích biết thì hãy đến quán cà phê này. Cà phê Justin nha. Là chắc chắn sẵn tin được nha. Bây giờ là bể ngoài á, bây giờ có bể ngoài á, mà có hộ cám điện á, là thoải mái á. Dạ, và lắp đắp quán cà phê này tiện lợi nhé. Lần trước giới thiệu một quán cà phê á, còn đi cà phê sữa á, lần này gọi cà phê sữa á. Nhưng cái này là ngon hơn á. Mình nói là có thể có barista ở quán này á, nhưng mà không biết chắc hay không. Nhưng cà phê này là ngon nè. Cái này là không phải đâu, nhiều ngọt nhé, không phải quá ngọt nhé, là không phải nhiều đắng nè, ngon và quê của mình là tỉnh Kumamoto á. Tỉnh Kumamoto là miền khu vực miền Nam, khu vực miền Nam đảo Kyushu á. Là từ mọi người biết là tỉnh Tokyo thôi á, Tokyo Osaka đúng không, là Hokkaido á, là Hokkaido là miền Bắc nhất á. Và Tokyo là từ Tokyo đến tỉnh Kumamoto là khoảng 2 tiếng, 1 tiếng 45 phút bằng máy bay, là hơi xa nên khi đi về nước thì chắc chắn là có việc làm nên mình khó đi về quê, khó gặp bố mẹ nè, phải nhận ngày nghỉ. Nhưng sự thật là mình sống ở Tokyo 10 năm là khi đó là chắc chắn là về quê được, nhưng mà mình không về quê là một năm, hai năm, ba năm. Tại vì là mình nghĩ là khi nào lúc nào cũng về được quê, về quê là ít thôi. Bây giờ là sống xa, sống ở Việt Nam nên khó về nước nên bây giờ là một hai lần một năm về quê nên bây giờ là tốt hơn. Là bố mẹ của mình và bố mẹ và em trai của mình là khi gặp Kazu thì rất vui, chắc chắn rất vui, tại vì có vẻ vui vậy. Rồi mọi người có câu hỏi cho Kazu thì hãy viết comment nha. Và nếu thích video này thì like, share, subscribe và hãy nhấn quán cà phê này nha.
Bye bye. Ciao.